chăm cậu chú đáo hơn hơn ái ái thì anh ái có vui tính cũng vui tính như ngày xưa. Ngày xưa mà cậu có thèm gì không? Và cậu chỉ thèm ve thôi. Thế thì con chịu, con chịu. Thì chó nhá, bỏ ở đấy thì chó. Cứ năm hôm lại làm thì chó. Thì chó nó có than quạt. À, cái chó qua cái hồ. Thì, nay thì làm gì? Nay cháo vịt, cháo vịt. Cháo vịt. Nó làm cháo vịt. Vịt là không phải là nấu cháo cho mình. Mà là nấu bánh canh vịt. Không, cháo vịt nó mà không ăn nó sạch là... đây chứ chưa nó làm chốt ở đây gạo thì nó rang thế xong nó nấu xong vỡ đầu nó một bát tôm một tô to cho mà rồi kinh đặt cả một cái đầu vịt nó đặt vào úi giời đấy về cho là ra tận đây đây cũng phải về cho đây này về cho cháo vịt đây này cái hôm mình đi đây thế thì mình ra đây cũng được thì đang bảo lúc anh nhìn bảo đừng chạy thì chạy vào đây lại ngày xưa con sẽ cậu thằng làm chứ chơi một ngày ở lao nó về về đây hồi sáng từ hướng hóa đi mấy chục cây từ Hải Lăng đi hướng hóa cửa khẩu An Lanh con cỏ đây chuyện đình thế kể ra đi mình ở mấy vào. Hôm nữa thì đưa ông đi ra cửa khẩu chơi tôi vào tới với trường đình chứ vào đấy ngày xưa là ông cứ hoa gậy ông đuổi thằng Thường Lợi thấy cái đồn biên phòng ở ngay chỗ cua thế là nó cứ đón cái thám đi học về là nó nói chuyện để rình ông bác gậy ông ném tôi đuổi thế mà lấy được ông đi cua thế mà nó câu được con cá ông đi nhưng mà chắc là chị thắng ngày xưa sinh thắm đi học về là nó đón đình nhiên thì bác gậy đuổi bây giờ nó mang mấy bình rượu rồi đình cứ cười ôi ngày xưa tao đuổi thật tao phải lấy xa chẳng chê gì chứ tôi chê nhà nó may Nghệ An xa lắm nhưng mà Nghệ An nhưng mà làm trong đấy thì bây giờ bỏ Nghệ An là thì về làm sao ngày xưa là ở cái đồn biên phòng cửa Việt thế cho nên mới câu được con gái ông Đình xong bắt đầu lấy nhau xong ra Lao Bảo